Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp thời sự pháp lý của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin trưa nay, ngày 25 tháng 10 năm 2021 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngày 24 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã điều tra triệt phá một nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi. Nhóm này gồm Lê Công Toản sinh năm 1988, Nguyễn Duy Hoàng sinh năm 1992, Lương Đình Nam sinh năm 1992 và Lê Thị Hạnh sinh năm 1986 đều tạm trú ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc. Quá trình đấu tranh bước đầu nhóm này khai nhận từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021. Các đối tượng từ tỉnh Thanh Hóa vào thành phố Buôn Ma Thuật mở hai tiệm cầm đồ để hoạt động kinh doanh cầm đồ là tiệm cầm đồ H68 tại số 162 Ngô Quyền, thành phố Buôn Ma Thuật và tiệm cầm đồ 12HAM tại số 182 Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuật. Trong thời gian mở tiệm cầm đồ, nhóm đối tượng trên đã tổ chức hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi với lãi suất từ 109,5% một năm đến 360% một năm, cho khoảng 150 người cầm cố thế chấp tài sản để vay tiền với tổng số tiền giao dịch cho vay là hơn 4,3 tỷ đồng. Quá trình khám xét các địa điểm nhóm này hoạt động tín dụng đen, cơ quan công an đã thu giữ 3 xe ô tô, 29 xe máy, 83 triệu đồng, 2 CPU, 14 điện thoại di động, các loại và nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Kính thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Biển Đông đã xuất hiện một vùng áp thấp. Đến chiều ngày 24 tháng 10, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc, 115,9 độ Kinh Đông, cách đảo sông Tử Tây khoảng 220 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, biển Đông đã xuất hiện một vùng áp thấp. Đến chiều ngày 24 tháng 10, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,4 độ vĩ bắc, 115,9 độ kinh đông, cách đảo sông Tử Tây khoảng 220 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, khoảng 40-50 km/h, giật cấp 8. Bán kinh Gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong những giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong những giờ tiếp theo, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 9 đến 12,5 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 112 đến 117 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trước tình hình trên, trong ngày 24 tháng 10, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố, các bộ ngành liên quan chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Thông tin về mưa lớn trên đất liền trung bộ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao, nên trong đêm ngày 24 và hôm nay, ngày 25 tháng 10, ở khu vực Quảng trị đến Đà Nẵng và bắc Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Quảng trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Con Tum, Gia Lai có mưa to từ 50 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có mưa to từ 100 đến 150 mm, có nơi trên 180 mm. Ngoài ra sáng nay ngày 25 tháng 10, ở khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối nay. Ngày 24 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ lấy lời khai nhóm Nguyễn Văn Sơn, 27 tuổi ngụ quận Bình Tân, Trần Hữu Thắng 24 tuổi, Thái Bá Oanh 37 tuổi, Trần Quang Vượng 33 tuổi, Nguyễn Văn Hiếu 25 tuổi cùng quê Nghệ An để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, mới đây, công ty vật liệu xây dựng Đức Hùng có trụ sở tại tỉnh Phú Yên gửi đơn đến công an quận Bình Tân tố bị chiếm đoạt số tiền gần 400 triệu đồng. Cụ thể do có nhu cầu mua sắt xây dựng, công ty Đức Hùng lên mạng xã hội tìm và thấy công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thép Nhật Nguyên có địa chỉ ở xã Vĩnh Lộc An, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh có bán sắt thép nên liên hệ để mua. Công ty này sau đó ký hợp đồng mua 44,6 tấn sắt, gồm 2038 cây sắt các loại với tổng trị giá hợp đồng là hơn 730 triệu đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thép Nhật Nguyên. Hai bên giao nhận hàng tại một bãi xe trên địa bàn quận Bình Tân. Ngày 1 tháng 10, công ty Đức Hùng đã thuê hai xe ô tô tải đến bãi xe để lấy hàng. Tài xế đã kiểm đếm đầu sắt rất kỹ và thông báo cho lãnh đạo công ty Đức Hùng. Sau khi nhận tin thép đã đủ nên công ty Đức Hùng đã chuyển toàn bộ số tiền giao dịch vào tài khoản của công ty trách nhiệm hữu hạn thép Nhật Nguyên. Tuy nhiên, khi nhận sắt, nghi ngờ nên công ty Đức Hùng đã cân lại thì phát hiện số sắt trên chỉ có 22 tấn nên liên hệ với bên bán thì không liên hệ được. Bị hại sau đó trình báo công an về số tiền bị lừa gần 400 triệu đồng. Tiếp đó, đến ngày 12 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân tiếp tục tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của một nạn nhân khác. Theo đó, bị hại là anh T đã lên trang sắt thép nam sài gòn com mua sắt và liên hệ với người tên Hiếu. Sau khi thỏa thuận, anh T đã chuyển số tiền gần 100 triệu đồng vào tài khoản công ty thép Nhật Nguyên, tuy nhiên vừa chuyển thì đối tác cắt liên lạc. Vào cuộc điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Tân bắt giữ Sơn cùng 4 đồng phạm vào ngày 22 tháng 10. Công an làm rõ thủ đoạn của nhóm này là sơn sử dụng chứng minh nhân dân của người khác để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thép Nhật Nguyên có địa chỉ ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Để quảng cáo sơn lên mạng lập trang bán sắt thép giá rẻ và quảng cáo khắp nơi tìm con mồi. Sau khi nạn nhân liên hệ sơn dùng pháp nhân công ty Nhật Nguyên để ký kết hợp đồng, yêu cầu khách hàng chuyển khoản rồi cắt liên lạc ngoài ra sơn còn chỉ đạo thắng, Oanh, vượng hiếu cắt sắt thành từng đoạn có chiều dài khoảng 25 đến 35 cm rồi hàng các đoạn sắt lại thành từng khối chồng lên nhau rồi buộc thành bó lúc khách hàng kiểm đếm sơn hướng dẫn họ đếm tại vị trí trộn các đầu sắt đã hàng dính với nhau bằng các thủ đoạn này các nghi phạm chiếm đoạt trên 50% số lượng sắt đã bán cho khách hàng Công an quận Bình Tân phát đi thông báo, ai là nạn nhân của nhóm nghi phạm trên, liên hệ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an quận Bình Tân, hoặc gọi cho điều tra viên Lê Hoàng Công qua số điện thoại 0938 558 660 để trình báo. Kính thưa quý vị, bổ sung dinh dưỡng phù hợp và đầy đủ là một giải pháp nâng cao sức đề kháng và miễn dịch cho cơ thể, đồng thời giúp công tác phòng chống và điều trị bệnh COVID-19 hiệu quả hơn. Để tăng cường hệ miễn dịch, sức đề kháng phòng chống dịch bệnh, Viện Dinh dưỡng đã phát động chiến dịch truyền thông "Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển" từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 với chủ đề "Dinh dưỡng đầy đủ và hợp lý để nâng cao sức khỏe, góp phần chiến thắng đại dịch Covid-19". Bổ sung dinh dưỡng phù hợp và đầy đủ là một giải pháp nâng cao sức đề kháng và miễn dịch cho cơ thể, đồng thời giúp công tác phòng và điều trị bệnh Covid-19 hiệu quả hơn. Để tăng cường hệ miễn dịch, sức đề kháng phòng chống dịch bệnh, Viện Dinh dưỡng đã phát động chiến dịch truyền thông Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển từ ngày 16 tháng 10 tới ngày 23 tháng 10 với chủ đề Dinh dưỡng đầy đủ và hợp lý để nâng cao sức khỏe, góp phần chiến thắng đại dịch COVID-19. Theo đó, thông điệp của chương trình là đảm bảo số lượng, cân đối, hợp lý về chất lượng của khẩu phần ăn hàng ngày, chú ý ăn đầy đủ lượng thịt, cá, trứng, rau xanh, quả chín để cung cấp chất đạm, vitamin và chất khoáng giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng cho cơ thể. Người bệnh mắc Covid-19 cần được quan tâm chăm sóc về dinh dưỡng, chú ý cách chế biến để ăn ngon miệng, không bỏ bữa. Không nên ăn mặn, hạn chế sử dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn, đồ ngọt, đồ uống có đường. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đọc kỹ nhãn mát thực phẩm trước khi mua và sử dụng. Duy trì hoạt động thể lực thường xuyên, phù hợp với lứa tuổi, cần cung cấp đủ nước cho cơ thể sản xuất và sử dụng thực phẩm hợp lý, lành mạnh, an toàn, hạn chế thất thoát, lãng phí, góp phần tích cực tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, để tăng sức đề kháng cho cơ thể trong mùa dịch, chúng ta nên có chế độ dinh dưỡng đầy đủ, phù hợp và thường xuyên luyện tập thể dục. Chúng ta cần cung cấp đủ cho cơ thể đầy đủ năng lượng, đủ chất đạm, chất bột đường, không ăn quá nhiều chất béo, Ngoài ra, chúng ta cần bổ sung những thực phẩm giàu các chất dinh dưỡng có thể hỗ trợ nâng cao chất đề kháng như vitamin A, vitamin D, vitamin C, sắt, selen. Bên cạnh đó, cần phải bổ sung nhiều rau củ, phải uống đủ nước. Bác sĩ Diệp cho biết, Thưa quý vị, ngày 19 tháng 10, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt về Biển Đông và Biển Hoa Đông năm 2021, còn gọi là S-1657, nhắm đến việc trừng phạt các cá nhân, thực thể Trung Quốc liên quan những hoạt động tranh chấp lãnh thổ do Trung Quốc gây ra ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Liên quan đến những dự luật quan trọng này, trong chương mục nhận định ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến bình luận của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thanh Ca, giảng viên cao cấp Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, nguyên vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thanh Ca, trước khi nhắc đến dự luật trừng phạt về Biển Đông và Biển Hoa Đông năm 2021, theo ông, đâu là sự kiện tiền đề đóng vai trò quan trọng để Mỹ có cơ sở tiến hành các động thái trừng phạt Trung Quốc ạ? Phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về vụ kiện Biển Đông năm 2016 đã làm nức lòng những lực lượng đấu tranh cho hòa bình ổn định, tự do hàng hải, hàng không và sự duy trì thực thi luật pháp quốc tế trên Biển Đông. Vì vậy, đã có không ít hoài nghi về tính khả thi của việc thực thi phán quyết. Lý do là Trung Quốc, bên bị kiện, cũng là quốc gia thường xuyên không tôn trọng luật pháp quốc tế trên biển, đã bị tòa phán quyết rất bất lợi. Theo phán quyết, có 3 nội dung rất đáng chú ý. một, Không có cơ sở pháp lý để Trung Quốc yêu sách quyền lịch sử với tài nguyên tại các vùng biển phía bên trong đường chín đoạn. 2 không một cấu trúc nào tại Trường Sa có khả năng tạo ra các vùng biển mở rộng. Tòa cũng quyết định rằng các đảo Trường Sa không thể cùng nhau tạo ra các vùng biển như một thực thể thống nhất. Và ba, về vấn đề làm trầm trọng thêm tranh chấp, tòa nhận thấy rằng việc bồi đắp và xây dựng đảo nhân tạo trên quy mô lớn của Trung Quốc gần đây là không phù hợp với nghĩa vụ quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 (UNCLOS). Trong quá trình giải quyết tranh chấp trong chừng mực và Trung Quốc đã gây ra những tác hại không thể sửa chữa được với môi trường biển, xây dựng một đảo nhân tạo lớn trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và phá hủy các bằng chứng về điều kiện tự nhiên của các cấu trúc ở Biển Đông mà là một phần của tranh chấp giữa các bên. Và do vậy, các hoạt động của Trung Quốc làm trầm trọng thêm các tranh chấp trên Biển Đông. Với các lý do nêu trên, trong một hội thảo quốc tế tổ chức tại Việt Nam vào quý năm 2016 với sự tham gia của rất nhiều học giả nổi tiếng nghiên cứu về Biển Đông trên toàn thế giới, gồm cả các học giả Trung Quốc. Các nội dung của phán quyết cũng như tính khả thi của việc thực thi chúng đã được thảo luận một cách kỹ càng. Hầu hết học giả tham gia hội thảo đều đồng ý rằng có nhiều cách để thực thi phán quyết. Ví dụ các cường quốc trên thế giới có thể căn cứ vào phán quyết để ban hành các đạo luật trừng phạt về kinh tế và ngoại giao đối với tất cả những hành động trái với phán quyết và vi phạm luật pháp quốc tế trên Biển Đông. Thưa ông, như vậy phán quyết năm 2016 đã tác động như thế nào đến với quyết định trừng phạt Trung Quốc mà Mỹ đã và đang thúc đẩy, trong đó có dự luật S1657 ạ? À? Mỹ là quốc gia luôn tuyên bố trung lập trong các tranh chấp trên biển Đông và chỉ quan tâm việc bảo vệ tự do hàng hải, hàng không và việc thực thi luật pháp quốc tế trên biển Đông. Tuy nhiên, cần hiểu thấu đáo khái niệm trung lập trong các tranh chấp trên biển Đông của Mỹ. Luật pháp quốc tế quy định rằng các tranh chấp giữa các quốc gia về lãnh thổ và biển cần được giải quyết thông qua thương lượng hòa bình và nếu như không thể giải quyết được qua thương lượng có thể đưa ra phân giải ở một tòa án quốc tế theo đúng thẩm quyền. Với các quy định như vậy trong luật pháp quốc tế, Mỹ đã luôn tìm cách hỗ trợ một cách gián tiếp các quốc gia xung quanh biển Đông bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích quốc gia hợp pháp trong vùng biển và đảo của họ bằng cách cung cấp và thảo luận về các bằng chứng chủ quyền của các quốc gia này. Ví dụ vào năm 2014, một học giả người Mỹ là Raul Pesoro đã xuất bản một cuốn sách được thực hiện bằng tài trợ của chính phủ Mỹ. Trong đó tác giả phân tích thấu đáo những bằng chứng chủ quyền, từ đó kết luận rằng các bằng chứng của Việt Nam làm mạnh mẽ hơn rất nhiều so với các bằng chứng mà Trung Quốc và Philippines nắm giữ. Tuy nhiên, mặc dù có những nghiên cứu như vậy, Mỹ vẫn chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để đứng về một bên trong các tranh chấp trên Biển Đông. Tình hình đã hoàn toàn thay đổi sau khi có phán quyết của Tòa Trọng Tài. Phán quyết đã bác bỏ những tuyên bố chủ quyền sai trái của Trung Quốc trên biển Đông và cung cấp cho Mỹ những cơ sở pháp lý đáng mơ ước để vô hiệu hóa những tuyên bố chủ quyền sai trái này. Hơn nữa, những hoạt động phi pháp của Trung Quốc trên biển Đông nhằm vô hiệu hóa phán quyết còn cung cấp thêm cho Mỹ những cơ hội, thậm chí tốt hơn để có những hành động xác quyết. Không chỉ ở biển Đông, phán quyết biển Đông và các hành động trái pháp luật của Trung Quốc trên biển Hoa Đông đã tạo cơ sở pháp lý để Mỹ trừng phạt Trung Quốc cả trên biển Hoa Đông sau một loạt công hàm và những tuyên bố của các quan chức ngoại giao quân sự Mỹ lên án Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, cưỡng ép bắt nạt các nước khác xung quanh Biển Đông. Ngày 19 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua đạo luật trừng phạt ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đạo luật S-1657, đây là dự luật lưỡng đảng hiếm hoi do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio và Thượng nghị sĩ Dân chủ Ben Karin đồng chủ trì. Việc cả hai đang ủng hộ dự luật đã chứng tỏ quyết tâm của Mỹ trong việc ngăn chặn sự bành trướng trái pháp luật của Trung Quốc trên biển. Với dự luật lần này thì cụ thể Mỹ có thể sẽ nhắm đến việc trừng phạt Trung Quốc như thế nào thưa ông? Đạo luật S1657 trừng phạt các cá nhân và tổ chức của Trung Quốc tham gia các hoạt động liên quan tới tranh chấp chủ quyền trên biển Đông và biển Hoa Đông cũng như áp dụng với các vấn đề liên quan khác. Đạo luật quy định tổng thống Mỹ phải phong tỏa tài sản và từ chối cấp hoặc cước thị thực với các cá nhân, tổ chức của Trung Quốc đóng góp vào các dự án phát triển trong các phần biển có tranh chấp với các quốc gia ASEAN, hoặc tham gia vào các hoạt động hoặc các chính sách đe dọa hòa bình và ổn định trong các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và tại các vùng biển trong biển Hoa Đông đang được Nhật hoặc Hàn Quốc quản lý. Đạo luật cũng cấm các tổ chức Mỹ đầu tư vào hoặc bảo hiểm cho các dự án liên quan tới các tổ chức bị trừng phạt trong hai biển nêu trên. Đạo luật cũng bắt buộc Tổng thống Mỹ phải cấm và hạn chế các giao dịch tài chính thông qua các tài khoản liên quan tới các tổ chức bị trừng phạt nếu văn phòng giám đốc tình báo quốc gia xác định rằng trung quốc có những hành động vi phạm bao gồm tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên biển đông bồi đắp các khu vực tranh chấp khác trên biển đông giành quyền kiểm soát bãi cỏ mây triển khai tên lửa đất đối không đến các đảo nhân tạo mà trung quốc chiếm đóng và xây dựng trái phép tại quần đảo trường sa của việt nam thiết lập đường cơ sở thẳng bao quanh các đảo trường sa tái diễn việc quấy nhiễu tàu thuyền philippines khiêu khích lực lượng của nhật và mỹ tại biển hoa đông Cơ quan xuất bản của chính phủ Mỹ không được xuất bản các tài liệu, bản đồ, hồ sơ trong đó có các vùng biển hoặc đảo tranh chấp được xem là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng các tàu thuyền mang cờ Mỹ và các máy bay Mỹ không được thực hiện các hoạt động có ngụ ý thừa nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với các vùng biển, đảo đang có tranh chấp. Bộ Ngoại giao Mỹ phải thường xuyên báo cáo cho quốc hội các quốc gia thừa nhận các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với các vùng biển và đảo đang có tranh chấp trên biển Đông và biển Hoa Đông và loại trừ một số ngoại lệ, một số loại viện trợ sẽ không được cấp cho các quốc gia như vậy. Sau khi được Ủy ban Đối ngoại Thượng nghị viện Mỹ thông qua, đạo luật sẽ được trình lên Thượng viện Mỹ và nếu được thông qua, nó sẽ tiếp tục được chuyển tới Hạ viện Mỹ xem xét. Nếu được lưỡng viện thông qua, đạo luật sẽ là một công cụ rất hiệu quả để Mỹ, các đồng minh của Mỹ và các quốc gia khác xung quanh Biển Đông và Biển Hoa Đông sử dụng để đối phó với Trung Quốc. Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về các quy định trong dự luật của Mỹ trừng phạt Trung Quốc ạ? À? Trái với các quy định mập mờ trong luật pháp của Trung Quốc, các quy định trong đạo luật trừng phạt ở Biển Đông và Biển Hoa Đông rất rõ ràng, mạch lạc, chỉ rõ tất cả những hành động vi phạm của các cá nhân, tổ chức Trung Quốc trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Do vậy, cả về mặt pháp lý và ngoại giao, đạo luật này có thể hỗ trợ các quốc gia xung quanh Biển Đông đấu tranh chống những hành động sai trái của Trung Quốc trong vùng biển và đảo của mình. Đạo luật cũng giúp ngăn chặn những hành động vũ trang, gây căng thẳng và tạo nguy cơ chiến tranh ở Biển Đông để đóng góp tạo một khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Kính thưa quý vị, liên quan đến dự luật S1657 của Mỹ, phía Việt Nam cũng đã bày tỏ quan điểm của mình. Theo đó, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ lập trường nhất quán của Việt Nam là các quốc gia cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc và Luật Biển năm 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của những quốc gia ven biển. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vloavongphapluattb.vn để nhận những quà tặng và những bút hấp dẫn.